sau khi mắc sai lầm khó tin, thủ môn Prada Ali Sanga của bờ biển Nga đã bị tố giả vờ chấn thương để rời sân. Cụ thể ở phút 90+3, trong một tình huống hoàn toàn vô hại, thủ môn Brada Alibanga của bờ biển Nga đã có pha biểu diễn bắt bóng rồi nhào lộn trước khi để bóng tuột khỏi tay. Nhân cơ hội này, Soccer đã cướp lấy bóng rồi truyền cho Camara sút vào lưới trống, ghi bàn gỡ hòa 2-2. Sau tình huống sai lầm, thủ môn Brada Alibanga tỏ ra đau đớn và xin được thay ra khỏi sân. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và đặt chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Một năm mới đã bắt đầu, các trận đồng đội trên khắp các đấu trường bóng đá vẫn đang diễn ra. Trong đó xảy ra không ít những tình huống thú vị, những pha bóng đẹp mắt cũng như những sai lầm đáng tiếc. Mời các bạn cùng điểm qua những hình ảnh sau đây. Tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes đã có một quả đá penalty đi vào lòng đất, đẩy MU vào trận thua mối mặt trên sân nhà trước Aston Villa. Chính vì pha bóng này, thủ môn Aston Villa đã chế giễu Bruno Fernandes, nhưng cười người hôm trước, hôm sau người cười. Và đó là cái giá mà thủ môn Emiliano Martinez phải nhận lại trước Bruno Fernandes ở một trận đối đầu sau đó. Thủ môn Badra Ali của bờ biển Nga đã mắc sai lầm khó tin ở phút bù giờ, tạo cơ hội cho đối thủ ghi bàn gỡ hòa trong một trận đấu ở cúp các quốc gia châu Phi. Sau tình huống sai lầm kỳ dị đó thì thủ thành này đã tỏ ra đau đớn và xin được thay ra khỏi sân. Nhưng theo nhận định của nhiều người thì có lẽ do anh cảm thấy xấu hổ vì sai lầm nên đã giả vờ chấn thương để bào chữa. Trận đấu giữa Real Betis và Sevilla ở cúp nhà vua Tây Ban Nha đã diễn ra một tình huống gây bất ngờ khi trung vệ Juan Jordan của Sevilla ăn một cây gậy sắt vào đầu. Khi Betis đã gỡ hòa ở phút 40, một khán giả cuồng nhiệt nào đó đã ném luôn một thanh thép dài vào sân và đập vào đầu của Juan Jordan. Trận đấu sau đó đã phải hủy bỏ giữa chừng do lo ngại tình trạng hỗn loạn trên khán đài. Tiếp theo là một tình huống với màn giữ bóng để cản phá chẳng khác gì bán độ của thủ môn trong trận đấu ở cúp châu Phi. Người hâm mộ Manchester United đã dành cho Steven Gerrard một sự chào đón đặc biệt ngay tại thánh địa Old Trafford khi anh có lần đầu trở lại Old Trafford trên cương vị huấn luyện viên trưởng dẫn dắt Aston Villa đối đầu với MU tại FA Cup. Virgil van Dijk đã cười nhạo Martinelli sau khi tiền đạo của Arsenal bị thương sau pha phạm lỗi với hậu vệ Hà Lan. Đó là trận lượt đi bán kết cúp Liên đoàn Anh giữa Arsenal và Liverpool. Trong nỗ lực phòng ngự, tiền vệ Saka đã đá thẳng vào bụng trung phong Diogo Jota và phải lập tức nhận thẻ đỏ từ trọng tài. Đây cũng là lần thứ 5 Saka nhận thẻ đỏ từ khi mà tiền vệ Thụy Sĩ gia nhập Arsenal. Và đó là một pha lấn người ngang nhiên nhưng có vẻ như trọng tài trong trận đấu giữa Maroc và Ghana thì không cho là vậy. Tại bán kết siêu cúp Tây Ban Nha, Atletico đã trải qua một trận đấu đầy khó nhọc trước một đối thủ nổi tiếng đá khó chịu như Athletic Bilbao. Trung vệ Gimenez cũng chẳng dễ chịu gì khi ham bóng đạp trúng đầu Inigo Martinez và rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ hai. Tiền vệ Kevin De Bruyne đã có pha solo làm bàn đẹp mắt cho Man City ở trận cầu tâm điểm vòng 22 ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Lukaku lại không có màn trình diễn như ý trong ngày The Blues phải hứng chịu thất bại sát nút. Sau khi hồi còi mãn cuộc vang lên, De Bruyne đã chủ động chạy đến chỗ của Lukaku. Tuy nhiên, không ít fan của đội Chelsea đã bày tỏ sự bực bội khi thấy Lukaku bắt tay kiểu cách với đối thủ sau trận thua đáng quên này. Vlahovic đã có lần đầu sút hỏng quả phạt đền sau khi thử Panenka ngay ở trận gặp Genoa. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2000 đã kịp sửa sai với bàn thắng mà thủ thành đối phương chỉ biết ngẩn người. Đó là một tình huống lên bóng cũng khá bình thường, nhưng chắc sau đấy cầu thủ này sẽ phải ngẩn người tự hỏi rằng mình cố gắng dừng bóng lại để làm gì. Philippe Coutinho được tung vào sân trong bối cảnh Aston Villa đang bị Man United dẫn trước 2-0 và tiền vệ Brazil đã trở thành người hùng của đội chủ sân Villa Park sau khi vào sân từ bàn ghế dự bị.
Salah, tiền đạo thuộc biên chế Liverpool với một cú lừa vô lê từ góc hẹp đã ghi bàn duy nhất giúp tuyển Ai Cập hạ Guinea-Bissau ở bảng D tại Cúp bóng đá châu Phi 2021. Những tình huống có thể dứt điểm nhưng lại dễ dàng biến thành một màn bỏ lỡ thế này thì quả thực rất đáng tiếc. Saint-Maximin đã có một màn solo đẹp mắt vào vòng cấm của Watford sau khi cướp được bóng từ một pha che chắn bóng ẩu của hậu vệ đối phương, và sau đó là pha kết thúc với cú sút chân phải bất ngờ ngay vào góc gần đưa Newcastle vượt lên dẫn trước ở vòng 22 ngoại hạng Anh. Joel Matip sẽ ghi bàn thắng đẹp nhất mà sân Anfield từng chứng kiến khi vượt qua 4 cầu thủ Brentford và nỗ lực ghi bàn trong một pha lừa bóng điển hình. Vấn đề chỉ là mảnh lưới đã không rung lên. Nhiều cổ động viên đã không khỏi phẫn nộ khi tiền đạo Takumi Minamino đã có một tình huống bỏ lỡ khi sút ra ngoài còn khó hơn vào trong, khiến Liverpool chỉ có trận hòa không đều thất vọng trước Arsenal tại bán kết lượt đi League Cup. Chẳng cầu thủ nào không muốn thể hiện kỹ thuật đi bóng đẹp mắt, vấn đề là nhiều khi muốn thể hiện nhưng khả năng lại không cho phép và tạo ra tình cảnh hài hước thế này. Ngay cả Mbappe cũng tự xui xẻo với chính cú sút của mình. Và đó là pha bóng cho người ta cái cảm giác như anh ấy chỉ cần được sút chứ chẳng quan tâm khung gỗ ở đâu. Thực tế thì từng có không ít bàn được ghi với những cú sút chìm, thành ra thỉnh thoảng chúng ta sẽ lại được gặp tình huống dựng hàng rào chống đá phạt dị như thế này. Khi các huấn luyện viên chuyên tâm vào quá trình chỉ đạo, chắc họ cũng không ngờ đến hình ảnh của mình đôi lúc nhìn lại sẽ có chút hơi buồn cười thế này. Riêng thủ thành này, hẳn là anh ta đã tạo điều kiện cho đối phương thực hiện một quả phạt sâu kim. Với pha bứt tốc của cầu thủ này, hẳn là mọi người đã biết thứ mà cảm giác xe đạp biến thành mô tô là như thế nào rồi đấy. Ở trận đấu Mallorca và Barca ở vòng 19 La Liga, Luis De Jong đã có một tình huống ngã người vô lê đẹp mắt, suýt chút nữa trở thành siêu phẩm. Tuy có chút đáng tiếc, nhưng sau đó anh cũng đã có pha lập công duy nhất giúp Barca giành chiến thắng 1-0. Xem ra để tăng mức độ ăn ý thì sau giờ tập, các thành viên trong đội còn cần phải tụ tập ăn chơi cùng nhau. Tiền đạo Erling Haaland cho thấy anh không phải là một cậu nhóc dễ bị bắt nạt. Với một loạt tình huống ra oai ở trận gặp Eintracht Frankfurt, ở những phút bù giờ khi tỷ số đang là 3-2 cho Dortmund, Haaland dẫn bóng ra khu vực phạt góc nhằm câu giờ và bị đội trưởng Frankfurt đá nhiều lần vào chân. Tiền đạo 21 tuổi này đã nổi điên và dùng tiếng Tây Ban Nha nói "mày thích gì" với đối phương, đi kèm với một loạt các cử chỉ gây hấn. Lukaku trở lại đội hình xuất phát của Chelsea sau một trận bị treo giò. Anh trở lại đúng thời điểm Chelsea đại chiến Tottenham tại bán kết League Cup mùa 2021-2022. Dù vậy, cảm giác bóng của cựu sao Inter Milan ở trận này không thực sự tốt, đồng thời còn nhận không ít tiếng la ó trên khán đài mỗi khi cầm bóng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like và subscribe cho kênh chúng mình nhé.